Mời các bạn xem anh em tôi đắp hoa văn ở cái cửa sổ Pháp, cửa sổ công trình kiến trúc Pháp. Các bạn đón xem những video lần sau thì tôi còn quay nhiều những cái cảnh liên quan đến đắp vẽ hoa văn của công trình này. Và mình làm gần cả mấy anh thợ xây nữa, mình quay cả những cái clip các anh ấy đắp đấu rồi thì các anh ấy làm chỉ những phương pháp nào nhanh mà đẹp cho các bạn học hỏi. Con nhà này không ạ? Hôm qua ở trên mạng nó mới quay một cái vụ bố mẹ hình như đang sạc điện thoại, con vớ được chơi vậy là nó nổ phải không? Nó chết toai không cứu kìa. Trên cái đám ngã ba thì cuối cùng giao thông nó chộp mất 400, không chít nhán. Giao mẹ nó chỉ chờ hở ra là nó đánh nó có gì đâu. Ba có liên hoan gì? Liên hoan họp mặt thế, họp mặt hội mỹ thuật trang trí Việt Nam đấy, Hải Phòng đấy. Tất cả các anh em làm ngành về vẽ tranh, ảnh đắp vẽ rồi thì sơn giả gỗ, giả đá các kiểu Hải Phòng rồi thì xã bã tỉnh bản, có mấy vị ở tỉnh bản đến họp mặt giao lưu tí vậy, ăn uống chơi bời thì hát múa tí vậy. Ông nào đứng ở đâu chủ trì? Chủ trì là Tú Lâu Đài. Đấy, hoa văn đần đần lộ ra nhá. Lộ điện. Phải ra ngoài đâu thì đắp nổi, đắp 3D lên á. Vệ sinh quét rước nữa là sao. Có thể đắp lên tí phải cắt ít vậy thế. Vậy xong còn đâu tí mình đắp ở bên mép ngoài nữa. Hay là cái đấy tí cắt sau cũng được. Để đắp xong rồi là cắt này. Cho nó vành vành nhìn tí nó đẹp. Nó có độ cong vành. Nó đấy chú quét ra bên ngoài, vệ sinh bên ngoài. Cái đấy cắt. Dần dần đẹp ấy, cứ phải từ từ ra từ từ.
Đấy, vậy là xong nhé các bạn nhé. Bây giờ chỉ còn vệ sinh vết thước sạch sẽ đi, là phải cho nó bóng lên là được. Thôi nhá, chào các bạn nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để ủng hộ anh em tôi nhá. Bây giờ là đi giải lao uống ngâm nước với anh em cái này. Đấy.